Hello, xin chào các bạn. Hiện tại Navi đang ở top 2 của một cái tòa nhà mà liền 8 cái tòa nhà liền với nhau ở của Novaland á. Nó nằm ở bên quận 2 các bạn. Đây là cái gì đó quên mất tiêu tên rồi. Nhưng mà nghe cái hồ bơi rất là đẹp nên Navi đi thử coi xem thế nào. Bơi xong rồi nha các bạn, rất là thích luôn. Trải nghiệm hồ bơi ở trên tầng 5 của tòa nhà Novaland.